Trở về giữa yêu thương, phần 2, tập 12, Toàn thừa nhận bản thân kém cỏi. Toàn đã thừa nhận nguyên nhân bỏ việc ở công ty là do người yêu cũ của vợ làm quản lý. Trong phần 2, tập 11 bộ phim Trở về giữa yêu thương, Toàn lo sợ việc chiếc xe ô tô của gia đình bị đem đi cắm bị bại lộ đã nghĩ đến việc nhờ những trò chơi đỏ đen để gỡ lại. Toàn đã nhờ An, người dẫn dắt Toàn vào con đường cá độ, bóng đá, kiếm cho cách khác để kiếm tiền. Dù An đã khuyên, trò chơi mới sẽ có nhiều rủi ro nhưng Toàn vẫn quyết định tham gia. Về mối quan hệ giữa Thu và Đức, sau khi thấy vợ có thái độ dứt khoát, không lùi bước, Đức đã một phần nhận ra lỗi lầm và gọi điện cho vợ. Hôm trước, anh nóng giận mất khôn. Em về nhà đi. Nhưng đáp lại, Thu có thái độ dứt khoát, mọi việc hôm trước em đã nói hết rồi, em dập máy đây. Ở diễn biến khác, ông Phương và bà Sương đã tìm về quê bà Vui để tìm hiểu về chuyện người hàng xóm đột nhiên biến mất, bị xã hội đen đến đòi nợ. Theo một người cùng quê bà Vui, anh Văn, con bà Vui, làm ăn thua lỗ, phá sản đến bây giờ vẫn còn nợ tiền những người trong họ. Trước đây, anh ấy buôn sắt vụn cũng kiếm được. Cháu nghe nói anh ấy mở nhà máy chế biến nông sản nhưng đúng dịp dịch bệnh nên càng làm càng lỗ. Khi ông Phương hỏi thăm về bà Vui, người đồng hương tiếp tục cho hay cháu nghe một vài người bảo cô Vui chơi tiền ảo, đa cấp gì đó nên bán cả nhà trên phố. Cũng có người nói cô ấy chơi lô đề, cờ bạc, anh Văn phải trả nợ suốt. Nhưng anh Văn giờ phá sản, không trả nợ được nên phải trốn nợ, nhà thị bị xã hội đen đến xiết. Biết chuyện, ông Phương tỏ ra khá lo lắng. Tiếp tục hỏi thăm, xác thực về việc bà Vui chơi lô đề, tiền ảo, ông Phương được một người ở quê bà Vui xác nhận chuyện đó không có thực. Cháu nghĩ cô Vui bán nhà ở trên đấy để trả nợ cho anh Văn thôi. Còn cô Vui làm sao lại vướng vào chuyện lô đề cờ bạc được. Cách đây không lâu, cháu thấy cô Vui về đây mua nhà. Thấy bà Sương ngạc nhiên, người cháu nói thêm, thực ra mua nhà nói vậy nhưng thực ra là mua đất ở Nghĩa Trang. Dạo gần đây, cháu thấy bà Vui về đây để xây mộ gió. Tính cô Vui cẩn thận lắm, giờ xảy ra cơ sự, không biết có còn về làng nữa không. Trở về nhà sau khi biết chuyện của người hàng xóm, ông Phương gặp con dâu và biết được chuyện có người tìm mình để đòi nợ cho bà Vui. Khi Yến nói bố chịu nhiều thiệt thòi, làm ơn lại mang tiếng, ông Phương cho rằng nếu người khác đến đòi, bố sẽ giải thích rằng mình không liên quan đến món nợ của cô Vui. Chuyện của bố và cô Vui thế nào, bố sẽ tự giải quyết. Trong phần 2, tập 12 bộ phim Trở về giữa yêu thương phát sóng lúc 21 giờ ngày 10 tháng 3 trên kênh VTV1, Toàn được một người phụ nữ là khách hàng của vợ giúp đỡ một khoản tiền lớn. Khi hỏi về lý do, vị khách hàng này cho biết, em bảo với chị là mình đang khó khăn còn gì. Em cứ cầm tạm để giải quyết việc trước. Sau này chị lấy cái gì thì trừ tiền vào cũng được. Hoặc sau này, bạn chị có nhờ em chụp mẫu thì coi như là chị thanh toán trước cho em. Thấy Toàn tỏ ra e ngại, nữ khách hàng đã nói, với chị tiền không thành vấn đề, quan trọng là nói chuyện có hợp hay không. Ở diễn biến khác, Toàn tỏ rõ sự tức giận khi trở về nhà. Đến sau nhiều lần hỏi thì biết được, Toàn đang tức giận vì đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Yến và mẹ vợ. Người yêu cũ giờ đi xế sang, ăn mặc đồ hiệu, cô đã cảm thấy hối hận chưa? Đúng, tôi cảm thấy bản thân kém cỏi, thiếu tự trọng, sĩ diện cá nhân nên mới bỏ việc. Sau biến cố của gia đình, Yến tìm gặp người bạn thân và chia sẻ, bây giờ mới thấy, sức chịu đựng của bố chồng chị kinh khủng. Sau bao biến cố mà ông lúc nào cũng là người sẵn lòng vì con cái.